Dinosaur Ray của mình đã quay trở lại. Hôm nay thì mình sẽ làm một video clip như đã hứa với các bạn rất là lâu rồi, đó chính là làm video clip về màu handmade. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm màu handmade này hết sức là đơn giản với những cái nguyên liệu rất là dễ kiếm luôn ha. Ok, let's go. Nguyên liệu đầu tiên á mà chúng mình cần chính là những cái hũ thủy tinh như thế này nè và những cái cây bút màu. Hũ thủy tinh á thì mình sẽ dùng để mà mình đựng cái màu vô. Nếu như mà các bạn không có kiếm được những cái hũ thủy tinh nho nhỏ như vậy á thì các bạn có thể ra ngoài tiệm mua những cái hũ thủy tinh mà người ta đựng kim tuyến á. Ở đây thì mình cũng sử dụng những cái hũ như vậy. Đó, thì những cái hũ của mình thì nó hơi lớn một xíu. Những cái hũ này các bạn có thể dễ dàng mua ở ngoài tiệm tạp hóa hoặc là những cái văn phòng phẩm á thì sẽ có cả cái hũ này lẫn cái cây viết luôn. Và giá tiền mà mình mua cái này á thì viết á là 5.000 một cây, và cái hũ kim tuyến này á cũng là 5.000 một cây ha. Đó, còn các bạn muốn đựng trong cái gì đó khác á thì các bạn có thể tùy các bạn ha. Ở đây thì mình đựng trong hũ thủy tinh cho nó sạch với cả nó đẹp á, trông nó đẹp hơn. Mình đã làm thử một vài cái hũ rồi. Trước đây thì mình có từng xài nó ở trên một cái video clip trước, thì mình sẽ để cái video clip ở đây ha. Rồi chúng mình cùng bắt đầu nha. Với bút màu thì các bạn có thể mua những cái màu rất có rất là nhiều màu ở ngoài tiệm ha. Các bạn có thể vô siêu thị, văn phòng phẩm này nọ, mình thấy có bán rất là nhiều. Và những cái loại viết mà tương tự như thế này cũng làm được ha. Ở đây thì mình sẽ xài cái loại viết này. Bây giờ thì mình sẽ test thử vài cái cây, những cái cây màu này cho các bạn coi ha. Đó. Đầu tiên là màu tím nè. Những cái màu này thì khá là tươi luôn. Và dễ cho nên là khi mà mình pha thành màu nước á thì nó sẽ rất là kiểu sáng và bật tone tranh của mình lên rất là nhiều. Nhưng mà các bạn lưu ý là đừng có lạm dụng nó quá nha. Bởi vì lạm dụng nó trong tranh quá thì nó cũng không có được đẹp lắm đâu. Bởi vì tranh mình á thì cần phải cân đối về cái độ trầm và độ sáng á. Thành ra là tốt nhất là đừng có nên lạm dụng quá. Mình rất là thích cái màu xanh nước biển của cái loại màu này. Thành ra là bình thường thì mình chỉ pha, mình thích màu xanh, màu tím và màu hồng thôi. Còn hôm nay thì mình sẽ pha 5 màu cho các bạn ha. Mình sẽ cần một cái tô bằng sứ để mà mình pha màu vô trong đó nè. Tô sứ thì nó sẽ, khi mình pha vào thì nó sẽ không bị dính mực vô trong cái ám vào cái tô ha. Bạn có thể sử dụng một cái gì đó bằng sứ khác cũng được. Đó, và mình sẽ cần một cái muỗng để mà mình khuấy cái màu. Đầu tiên thì mình sẽ để cái kim tuyến ra, bởi vì mình không có xài cái kim tuyến này ha các bạn. Mình sẽ để nó ra một cái tờ giấy trắng. Giấy trắng này thì mình sẽ gấp nó lại để mà mình bỏ kim tuyến vô và mình gói lại cho nó không có bị đổ ra tùm lum á. Ở mà có dính vào mắt nữa thì nguy hiểm lắm nha. Đó, các bạn làm thì nhớ cẩn thận, sạch sẽ. Đừng có làm ở chỗ trước máy quạt để nó thổi vô người mình thì còn ghê lắm. Đó, nhớ gói lại cẩn thận, đừng để cho bị đổ ha. Bởi vì là mình không có xài cái này cho nên là mình sẽ gói lại để một cái dịp nào đó mà mình xài nó sau ha. Ui, ở đây mình bị đổ màu tím ra rồi, mình đã dọn đi rồi ha. Tiếp tục thì mình sẽ đổ hết tất cả những cái màu kim tuyến khác vô trong cái gói. Và sau đó thì mình sẽ cất đi. Để một dịp nào đó mình sẽ lôi ra mình xài sau. Sau khi đã đổ hết kim tuyến vào trong cái bọc giấy rồi á thì mình sẽ có những cái hũ rỗng như vậy. Tuy nhiên á là ở trong cái hũ này bây giờ nó còn rất là nhiều kim tuyến như vậy, cho nên mình sẽ phải đi rửa cho cái kim tuyến này nó ra hết đi và mình sẽ lấy cái hũ không ha. Đây, bây giờ thì mình sẽ rửa nó cho nó sạch đi nè. Mình sẽ đổ nước vào trong rồi đổ nước ra, lặp đi lặp lại 2-3 lần như vậy cho nó sạch cái bên trong cái hũ ha. Lưu ý là mình cũng cần phải rửa luôn cái nắp nha. Đó, cho nó sạch hết kim tuyến đi. Nó sẽ không sạch được hoàn toàn đâu, bởi vì có một số cái nó sẽ dính vô rất là chặt, nó không có ra. Thì các bạn rửa tương đối thôi là được ha. Bây giờ thì mình sẽ lau khô đi nè. Mình sẽ dùng tăm bông để mà lau ở bên trong, và dùng khăn giấy để mà lau cho nó khô bớt đi cái lọ ở bên ngoài ha. Cái việc mà lau bằng tăm bông cũng sẽ giúp mà các bạn vệ sinh và lấy đi một số cái kim tuyến còn dư lại á. Đó, thì mình có thể dùng tăm bông để mà mình lấy ra.
Giờ thì mình sẽ bắt đầu cái bước pha màu ha. Rồi mình sẽ lấy những cái cây màu của mình ra nè. Đó, rồi mình sẽ mở cái nắp ra. Các bạn sẽ thấy cái phần ngòi bút á và cái phần thân bút á, nó rất là dễ mở ra, bạn chỉ cần dặn cái đầu bút thôi là nó sẽ ra. Đó. Để mà lấy cái ruột á thì các bạn dặn ngược cái đó lại ha, xong các bạn rút ra từ từ, rút ra nhẹ nhẹ thôi. Đó thì mình sẽ đổ cái phần màu ở bên trong ra, mình sẽ thổi hoặc là bạn dùng cái gì đó bạn thổi cho nó ra cái màu ha. Ở đây thì trong cái ruột bút này nó có một cái phần keo để mà không làm cho màu nó bị đổ ngược ra, thì khi mà thổi thì các bạn cẩn thận nha, nhớ là lấy cái phần keo ra, nếu không thì phần keo nó sẽ không có tan trong cái màu của bạn á đó, và sẽ làm cho cái tranh của mình, cái màu đó của mình nó bị keo keo ở trong đó, thì nó sẽ khi mà pha lên và rửa cọ rất là khó chịu, nó sẽ dính cọ và hư cọ của mình ha, thì các bạn nhớ lấy sạch cái phần keo ra ha. Sau đó thì mình sẽ khuấy đều hết cái phần màu này ra để mà nó màu nó hòa tan đều ra hết ha, thì mình sẽ có được cái phần màu nước. Đó, cái màu rất là đẹp và rất là sáng luôn ha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ test thử cho các bạn coi nè. Màu rất là sáng, tuy nhiên có một cái nhược điểm duy nhất của nó chính là nó dễ, nếu mà các bạn không có loang nhanh á thì nó sẽ dễ bị dính giấy. Thành ra là tô cái này thì các bạn chỉ nên tô bằng wet on wet thôi chứ không nên tô là wet on dry ha. Thì mình sẽ để màu vô trong hũ nè, mình sẽ dùng muỗng nhưng mà để vô từ từ. Ở đây thì mình khuyến khích các bạn là một cái cây màu vậy thì khoảng tầm 2 muỗng rưỡi đến 3 cái muỗng như là mình pha đó, là 3 muỗng rưỡi đến từ 2 muỗng rưỡi đến 3 muỗng nước. Đó, để cho cái màu nó có được cái độ đặc của nó, và khi mà mình pha, nếu mà mình muốn nó loãng hơn mình pha thêm nước vô, còn nếu mà mình muốn đặc hơn thì mình nghĩ là nên cỡ như vậy thôi là đủ cái nồng độ để mà các bạn tô, các bạn pha này nó các kiểu rồi. Xong rồi thì mình sẽ lau sơ cái phần nó rơi vãi ra ngoài nè, đóng nắp lại. Thế là mình đã có một cái hũ màu rất là xinh rồi đúng không? Mình sẽ đậy lại nè, rồi để cái viết lại nguyên trạng thái của nó. Một lát nữa mình sẽ chụp hình thumbnail. Tiếp theo thì mình sẽ làm y chang như vậy á, những cái cây màu khác ha. Ở đây thì mình không có rửa cái tô đi, bởi vì cái màu tím với cái màu xanh thì nó cũng ngang ngang với nhau, mà cái màu tím của cái màu này thì nó khá là chói, thành ra là mình sẽ bỏ màu xanh vô cho nó đậm hơn. Đó thì các bạn cứ làm tương tự như vậy với những màu khác. Các bạn thấy không, sau khi mà mình rửa xong thì cái tô sứ của mình nó rất là sạch luôn, bởi vì nó là tô sứ cho nên là nó không có bị dính màu á. Nếu mà các bạn nào mà dùng đồ nhựa thì nó sẽ bị ám màu vô thì sẽ rất là ghê, có thể là bỏ luôn cái tô luôn đó. Đó, thành ra là mình lưu ý các bạn nên sử dụng cái gì đó là bằng sứ ha, hoặc là những cái chất liệu nào đó mà nó không có bị dính á, dù thủy tinh hay sứ chẳng hạn. Đó thì mình khuyến khích các bạn dùng cái đó. Lúc đầu thì mình định là mình sẽ mua ly giấy để mà pha vào cho nó tiện, nhưng mà mình nghĩ lại thì ly giấy thì nó kiểu nó chỉ xài được một lần thôi á, và nó cũng bỏ đi thì nó cũng phí, thành ra là mình quyết định là mình sẽ xài lấy cái tô bằng sứ của mình để mà mình làm. Đấy, màu thì rất là sáng, rất là tươi, nó rất là thích cho những cái bạn nào thích tô màu sáng màu tươi thì sẽ xài cái này thì rất là thích luôn, không cần phải tốn tiền nhiều tiền để mà mua Ecolin về xài ha. Thiệt ra là nếu như mà bạn nào mà có điều kiện á thì các bạn có thể đặt lên mạng đặt mua những cái hũ mà nó có cái phần bóp để mình điều tiết để mà mình lấy màu á đó, thì cái đó thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà bởi vì mình thì mình lười đi đặt mua ở trên online, đặt mua trên shop, cho nên là mình chỉ mua những cái hũ kim tuyến này thôi, đơn giản vậy đó. Còn nếu mà bạn nào thích thì có thể đặt mua những cái hũ đó để mà các bạn làm màu, bạn bỏ vô lấy ra cho nó tiện ha. Ok, thì màu thì chỉ đơn giản như vậy thôi mà mình vẫn nhây video suốt mấy tuần liền. Sorry các bạn nhiều, nhưng mà hôm nay thì mình đã trả video rồi nha. Các bạn không có gì để mà đòi mình nữa nha. Ok, mình sẽ quay trở lại trong một video clip khác và hẹn gặp lại các bạn sớm.